đề tài cũng như là cái việc là chúng ta sẽ làm tài liệu là chính ở trong môn này, bởi vì môn môn trước chúng ta đã làm dự án xong rồi, làm project xong rồi, coi như là xong rồi, thì chúng ta coi như có thêm thời gian để hoàn thiện tiếp cái dự án của mình. Và thời gian tới thì các bạn vẫn được phép nộp lại assignment để chấm assignment của môn trước ấy, thì kết hợp với môn này luôn nhá. Thì ở cái môn này của chúng ta nó là môn dự án ở sao lại là môn PRO nên tên là dự án mẫu này. Chờ tí em để tôi check lại, có vẻ là syllabus bị đang có vấn đề rồi. LMS này, đây dự án một đúng không nhỉ? PRO 1014 dự án 1. Chờ tí nào, để tôi check lại file. PRO 1014 đúng rồi, dự án 1. Thế chắc là nó viết sai tên đấy. Đây, môn này của chúng ta thì nó là ba tín. Thì môn này yêu cầu các bạn thực hiện một cái dự án hoàn chỉnh, thì thực ra một phần một nửa của nó đã triển khai từ kỳ trước rồi. Nếu bạn nào chưa hoàn thiện được thì chúng ta có thêm thời gian để hoàn thiện cũng như là trao đổi với tôi để hoàn thiện cái dự án nhé. Tiếp theo là cái những cái learning outcome, tức là thực ra của chúng ta thì có những cái gì, thì chúng ta cần phải khảo sát phân tích thiết kế người dùng này, phân tích yêu cầu người dùng, thiết kế các chức năng giao diện cơ sở dữ liệu, thực hiện code các chức năng dự án, kiểm thử ứng dụng của website và đóng gói cũng như là triển khai dự án, viết tài liệu dự án. Thì ở môn này cái việc thi của chúng ta ấy, thì chúng ta vẫn giống như môn trước thôi, là chúng ta sẽ tiến hành là mang project của mình lên, để nói chung là để demo. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là sẽ review cái tài liệu của các bạn, xem là tài liệu cái compare giữa tài liệu và cái phần sản phẩm ấy nó có khớp với nhau không, bởi vì tài liệu nó là cái việc chúng ta phân tích được từ khách hàng, nó là cái chuẩn nhất. Còn lại thì cái sản phẩm khi mà làm ra thì phải bắt buộc phải đi theo cái tài liệu, chứ không thể nào được tách rời ra so với tài liệu, như vậy nó rất là nguy hiểm, được chưa? Thì chúng ta phải thực sự phải lưu ý cái việc này. Bỏ sao thằng nào ghi 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 đấy, tôi ghi à, ai nấy thực hiện ghi nhỉ? Bởi vì việc ghi này nó sẽ nó sẽ lưu vào cái tài khoản của cái người thực hiện ghi, cho nên nếu không phải là tôi ghi thì người khác ghi thì người đấy sẽ phải gửi lại cho tôi cái file ghi đấy nhá, để tôi up lên trên lớp. Rồi, ok. Rồi vãi cả trưởng, công cụ NetBean 8.2 cái này bị sai nhá các bạn nhá. Đây còn đầu điểm của chúng ta nó sẽ như sau này. Chúng ta sẽ có cái đánh giá quá trình, điểm quá trình của các bạn. Đây tôi show cho các bạn xem cái điểm quá trình của bạn gồm những cái điểm gì. Dự án 1 này. Đây, điểm quá trình của các bạn đây này. Thì có giai đoạn 1, tức là tài liệu giai đoạn 1 của các bạn, hoặc là cái công việc tôi giao cho các bạn giai đoạn 1 đóng vai trò 10%, giai đoạn 2 10%, giai đoạn 3 10%. Cái tài liệu các bạn gửi cho tôi ấy thì đóng vai trò là 30%. Như vậy thì chứng tỏ là cái đánh giá cái quá trình này là quá trình các bạn làm tôi thực hiện các công việc, còn tài liệu thì đến cuối tôi mới chấm là 30% nữa, nên là cái điểm tài liệu là cực kỳ quan trọng trong cái môn này nhá, chúng ta phải thật sự lưu ý. Thì về việc thực hiện cái môn này ấy, thì chúng ta sẽ làm theo một chủ đề, tức tất cả lớp sẽ, nếu mà các bạn không làm theo cái dự án cũ nữa thì chúng ta sẽ làm theo một cái chủ đề chung của cả lớp, và mỗi người sẽ đều phải nộp lại cái công việc của mình, được chưa? Thì đợt này thì chúng ta sẽ làm một cái nó đơn giản thôi, bởi vì chúng ta không có thời gian tiếp xúc với nhau nhiều như đợt trước, nên là chúng ta làm online thì tôi sẽ chọn một cái đề tài nó đơn giản thôi để chúng ta làm nó còn được, chứ không tiếp xúc được nhau mà
làm mỗi người một dự án thì nó cũng rất là khó. Buổi sáng là khá là Thì khủng đợt này chúng ta sẽ làm trên cái đề tài của thằng Hoàng nhá, của Nguyễn Đức Hoàng nhá, là đề tài về một cái website về hotel. khách sạn cũng như là đặt đặt phòng khách sạn, được chưa? Thứ nhất là Hoàng đã có cái giao diện của phần client rồi, thì các bạn khác thì tôi sẽ lấy lại cái client đấy, tôi sẽ gửi lên trên Google Classroom của lớp mình, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu đấy, cái nguyên giao diện đấy để chúng ta thực hiện code nhá. Thì bài 1 của chúng ta nó sẽ là như sau. Đây, Appendix 1. Đây, về cái giới thiệu quy trình thực hiện dự án. Thì cái quy trình này tôi đã dạy các bạn từ cái giai đoạn môn dự án mẫu rồi. Thì bây giờ tôi buổi hôm nay tôi sẽ nói lại cũng như là giao bài tập cho các bạn cho buổi 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 1, được chưa? Thì cái để tôi sẽ vào cái này. Jamboard. Đây, Jamboard này. Ok. Tôi sẽ tạo một cái bot mới. Kéo lâu thế. PT151111 trừ web này. Một. Anh em tôi có thể các bạn có thể vào trong gì đây? Sharing public on đây. Đây các bạn sẽ vào vào cái đường dẫn Jamboard kia để chúng ta có chỗ để vẽ vời nhé. Thì đầu tiên ấy thì tôi sẽ nói về cái quy trình thực hiện dự án. Tôi sẽ nói lại về cái phần này. Được chưa? Quy trình thực hiện dự án thì nó gồm các cái bước như sau. Bước 1 là chúng ta tiến hành là phân tích yêu cầu. Phân tích yêu cầu. Đây là bước 1. Bước 2 là chúng ta thực hiện là thiết kế dự án, thì thiết kế về những cái gì, chúng ta sẽ có những cái thiết kế về, tí nữa tôi sẽ viết cụ thể trong nhé. Bước 2 là thiết kế này. Bước thứ ba là chúng ta thực hiện là triển khai, thực hiện là code và triển khai dự án. Đây là bước 3. Bước 4 chúng ta thực hiện kiểm thử dự án. Để trong này nó có rất nhiều loại kiểm thử, unit test này, function test này, integration test này, và system test này. Sẽ nói qua về những cái test này sau, và cái gì exception test. Đấy là những cái phần kiểm thử. Và cái thứ 5 là maintain, bàn giao và maintain. Đấy, đây là 5 bước thì chúng ta luôn luôn thực hiện trong kiểu dạng bước từ bước 1 sang bước 2 này, sang bước 3 này, sang bước 4 và sang bước 5. Đây nó là theo cái quy trình của waterfall. Ăn đi. Đây chúng ta sẽ đi từ đây sang đây, sang đây. Đây. Đấy. Nó sẽ là 5 bước này cho cái việc chúng ta triển khai. Được chưa? Tôi sẽ giữ lại cái bot này để chúng ta làm tài liệu nhé. Đây. Đấy. Thì đây đó là cái quy trình phát triển dự án. Thì tiếp theo sang cái bot thứ 2, chúng ta sẽ nói về các cái công việc của bước 1. Bước 1 là tiến hành là phân tích.
phân tích yêu cầu từ công việc thực tế cho đến cái công việc mà chúng ta sẽ phải thực hiện trong cái môn này, chúng ta sẽ phải làm như nào. Thì ví dụ như tôi là ông Thiện đi, ông Thiện sẽ cho các bạn một cái đề tài là anh có một cái khách sạn, nhà nghỉ đấy, nhà nghỉ FPT ví dụ thế. Bây giờ anh cần cần làm cái website, làm website để mục đích chính để tiến hành cho người ta, cho khách phòng. Đấy, mục đích chính là như này thôi. Được chưa? Nó chẳng có cái gì gọi là cao siêu cả, nó mỗi thế này thôi. Nhưng bây giờ cái ông cái các bạn cứ coi như các bạn là cái người mà sẽ nhận cái dự án này, bởi vì tôi sẽ trả tiền cho các bạn này. Thì bây giờ các bạn sẽ phải hình dung ra trong đầu các cái công việc các bạn phải làm là cái gì, đúng không ạ? Thế theo theo các bạn thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là gì, còn nhớ không? Giang đang làm dự án, đang làm phòng IT thì việc đầu tiên phải làm là gì? Đâu rồi thằng này, lại đâu rồi? Đang rồi. Biến mất luôn à? Giang ơi, có một thằng Epson rồi. Chat lên, bật mic lên, nói tôi ghi lại. Việc đầu tiên sẽ làm là gì? Ông Giang này, ông làm gì? Thằng này bị điếc à? Alo, Hay hỏng mic rồi? em ở PC mà. Chắc thế thầy. Không, không chắc, không chắc. Nói rồi nhanh. Em ở PC mà. Rồi. Ông sẽ làm việc gì khi mà nhận với cái đề bài này? Rồi lấy sì quai của họ Đấy, đi đã. qua đây. Đi qua chỉ có thế thôi. Sì Có một cái nhà quai nghỉ bây giờ muốn có một cái website để cho khách người ta đặt phòng. Có mỗi thế thôi. Thì việc thì kế ông sẽ làm gì? lấy yêu cầu này. Đó, hiện quay thiết kế database cho cái Sai tuyết, thì cái database là sai nhá. Rồi ông Giang thì sẽ là tiến hành làm lấy đi quay yêu cầu ông với thiết kế database. Đó, quên một ông khác, ông Đinh Việt Đức. Đinh Viết Việt Đức, ông làm gì? Đúng rồi, em sẽ làm gì? Làm gì? Chạy bừa ra. Em sẽ là phân tích những phân tích yêu cầu ấy. Alo. Phân tích yêu cầu á? À? Vâng. Chốt chưa, chuẩn chưa, còn gì nữa không? Em không nghĩ nữa này. Gọi một ông nữa, rồi ông khác, ông Nông Tiến Dũng đây nào. Dũng đâu? Em đây. Em sẽ làm gì với cái đề bài này? Cái này thì không rõ, Hả? em không rõ. Không rõ này. Rồi, người tiếp theo. Chứ. À, Chứ đâu rồi? đây à,
Nếu mà người ta thuê em làm một cái website với cái yêu cầu là có một cái nhà nghỉ, cần làm website để tiến hành đặt phòng cho khách, thì em sẽ làm gì? Em thêm một chỗ, em thêm là thiết kế ạ, Thiết kế. thiết kế giao diện à. Ok. Nghe phải hợp lý á. Còn gì nữa không? Chưa nghĩ ra thì ạ. Cậu mới chưa nghĩ ra. Ok. Mạnh Trường, em sẽ làm gì? Làm gì Hả? Sẽ làm gì trong trường hợp này? trường hợp cho một cái nhà làm cái nhà nghỉ website nhà Người ta đang muốn làm một website nhà nghỉ, phải làm đầu tiên là gì? Em chưa đi ra rồi. Là rồi Đức Hoàng đi, đề tài này là dựa trên quan điểm ý tưởng tưởng của Đức Hoàng, thì Đức Hoàng sẽ làm gì? Hoàng ơi, Phân tích yêu cầu thì trước tiên nhà nghỉ thì phải đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng nhà muốn thuê nhà nghỉ ở khu đấy như nào, rồi để có những khu du lịch gì ở quanh đấy để mà làm các service cho khách hàng ở quanh khu vực nhà nghỉ đấy Thấy chưa? á. Cả các dịch vụ như là ăn uống hay là kèm theo để mà khách hàng có thể tiện lợi khi mà ở nhà nghỉ mình ạ. Này đúng không? Vâng. Rồi, ok. Cả một lũ sai bé bét. Sai hết. Không thể nào đúng gì cả. Vì sao sai các em biết không? Em thiếu một cái thứ mà các cụ nói là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thì các em chẳng có biết thằng nào cả, không biết đến bố con thằng nào cả. Em toàn làm cái kiểu dạng bản năng, biết linh ta linh tinh. Cái việc đúng đắn mà mình làm ấy, cái việc đúng đắn mình có thể làm ấy, mình sẽ làm những cái việc như sau này. Cái thứ nhất đấy, tức là nếu trong trường hợp em là người đi nhận dự án ấy, thì cái thứ nhất là sẽ hỏi người ta một câu: anh đã tham khảo website nào chưa? Đây là việc đầu tiên, việc này là việc đầu tiên đúng, bởi vì những cái thằng đã đưa ra yêu cầu ấy, thì thường thường là nó đang kèm khát với một cái hình thức hoặc là một cái mô hình kinh doanh của một thằng A, thằng B, thằng C nào đấy nó đã có rồi. Em hình dung được không? Đấy thì chắc chắn nó sẽ biết là không phải tự nhiên mà nó nghĩ ra được là nó phải làm một cái website. Đúng không? Do đó là nó đã chắc chắn nó đã đi xem một cái website nào đấy rồi. Thì bây giờ nó mới về, nó mới tìm người làm website cho nó để nó nghĩ nó cũng sẽ thành công được như thằng kia. Đấy. Do đó là đã tham khảo website nào chưa? Người ta có nói có rồi hay là chưa có thì chúng ta cũng phải sang đến bước thứ hai, chuẩn bị cái nội dung thứ hai là gì ạ? Về tìm hiểu các website với chủ đề tương tự đấy, cộng với lại ghi chép lại các cái đường dẫn, hiểu chưa? Phải ghi chép lại là cái màn hình đấy ở cái website kia nó có cái màn hình nào, được chưa? Anh có thấy ưng cái màn cái website này không, nó có đúng với theo cái, nó có gần giống với cái mong muốn của anh hay không, đúng chưa? Đấy, sau đó là gì ạ? Nếu mà chốt được một cái website gần giống, tìm tìm ra cái website chốt ra website gần giống, đúng chưa? Phải tìm ra được cái website gần giống. Sau khi tìm được website gần giống rồi, sẽ tiến hành là contact các cái chức năng của cái website
gần giống kia có, được chưa? Phải bóc ra được các chức năng của website gần giống này có. Sau đó là mình sẽ phải tiến hành là gợi ý cho khách hàng các chức năng riêng biệt của cái khách sạn, của cái hệ thống này, được chưa? Thì bao giờ nó cũng sẽ bắt đầu từ những cái thứ như thế này. Một này, hai này, được chưa? Ba này. Chứ đừng có đi làm những cái thứ cao siêu các em nhé. Em đi nó những cái thứ nó cao siêu mà nó hàn lâm một cách kinh khủng luôn. Và mà những cái thằng hàn lâm thì các em biết rồi, bao giờ học xong một mớ lý thuyết vào đầu nhưng các biết làm cái gì, các biết đâu mà bắt đầu từ đâu, đúng không? Đấy, thì bây giờ cái việc đầu tiên các em phải làm là đặt lại câu hỏi tôi là tôi đã tham khảo website nào chưa, đúng nhá? Thế bây giờ nếu tôi trả lời là tôi đã tham khảo cái website, ví dụ như là nhầm, tham khảo cái website này, đó lâu quá. Củ này như nó hỏng hỏng nào thử ạ. Mẹ ấy. Ôi giời. Pha bingo đại lạc. Kéo đây là biệt thự không ạ? Đây, ví dụ tôi muốn, tôi có những cái này. Tôi muốn tham khảo cái, tôi thích. Ví dụ mô hình nhà tôi là có một cái resort rất là to. Bây giờ tôi cũng muốn tôi làm một cái website tương tự như này. Đây. Đấy. flamingodailai.vn. Thì bây giờ flamingoresort.vn. Thì bây giờ các em tư vấn được gì cho tôi? Làm luôn, đi search Google đi, xem là gợi ý ra được bao nhiêu cái đường dẫn của những cái website tương tự. Mỗi thằng có nhiệm vụ tìm cho tôi 3 website theo chủ đề này, làm ngay lập tức. Tôi gửi anh qua cái link bài tập trên Google Meet, à, Google Class. Đấy, các bạn vào Google Classroom, các bạn comment vào đấy giúp tôi, được chưa? Làm luôn, chúng ta có 10 phút để làm đến 12:40. Ai tìm được nhiều cái chính xác nhất tôi sẽ cộng thêm 1 điểm vào bài lát cho các bạn, à bài giai đoạn 1 cho các bạn.
Làm luôn vào đấy nhá. Cái này. Camera. Bình giọt cũng nè. Cái gì đấy? Thằng Giang á chứ biết Agoda ở đây, biết Agoda là cái gì không ông Thánh à? Không rồi, cứ để đấy. Đi tính sau. Giang ơi, viết ba cái đường dẫn vào trong một cái comment thôi. Hoàng ơi, sao lại viết ba cái link của một trang web vào này? À đây ba trang khác nhau. Ba trang khác nhau thế. Rồi. Nó gần gần giống nhau thôi thế. Nguyễn Huy Hoàng. Chúng ta còn 5 phút nữa. Thank you.
Chiều về học cu đúng nhỉ, bọn học sinh này không ngờ nhau. Và anh em tôi chạy đi vệ sinh cái. Xong chưa? Xong rồi ạ. Ok. Ok nhá. Bây giờ tôi review qua này.
Thế mà chúng ta đang đang thu thập được những cái gì? Thì ở ngoài nhắn tin liên tục này. À không. Đây ví dụ như của người đầu tiên đi. Là Lê Trường Giang đi. Atana này. À, không phải. Atana. Atana Resort. Đúng. Cái này đúng nhá. Vì sao? Vì yêu cầu của tôi ấy là tôi chỉ có một cái nhà nghỉ, một cái resort thôi. Bây giờ ở đây nó có những cái yêu cầu cho tôi là nó có đặt phòng. Đặt phòng cho tôi. Nó có thông tin của cái khách sạn của tôi, có những dịch vụ của tôi trên này luôn. Có cả thông tin liên hệ. Cái này là đã đáp ứng được rồi nhá. Ok, một cái. Đúng này. Vinpearl. Vinpearl này thì phải đây. Vinpearl này của Giang là không đúng. Vì sao? Vì Vinpearl của Giang nó là một chuỗi. Của Giang rồi. Đây, nó là các em nhìn này, nó là một chuỗi Em đây. nhá. Cái này không đúng Giang nhá. Vâng. Bởi vì yêu cầu theo đúng yêu cầu là tôi chỉ có một cái nhà nghỉ thôi, một khách sạn thôi. Bây giờ em ném cho tôi một chuỗi như này nó đã không đúng rồi. Được chưa? Thì tôi sẽ lại hỏi là em thì liệu là tôi làm một chuỗi như này thì chi phí nó có nhiều không? Đấy, tôi không 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 đủ khả năng để làm đến tầm như này. Thì thế nó không hợp lý, đúng không? Loại bỏ. Tiếp theo là Giang có hai cái rồi Giang. Đậu ở dưới đấy. Ừ, nhiều thế. Ở dưới nữa cơ Hai còn. cái thôi. Đây. Hoàng Ngọc Resort. Cái này có vẻ đúng này. Ok, cái này cũng đúng nhá. Reservation này. Lại cái đấy. Reservation đúng. Ok. Được, Giang được 2 trên 3. Ở dưới con này. Chỉ xem ba cái tiếp theo của Nguyễn Hồng Quân. Được chưa? Nguyễn Hồng Quân này dự kiến là sai hết này. Em sai hết rồi. Đây, Nguyễn Hồng Quân đây em nhìn này. Nó không đúng yêu cầu đúng không em? Đây là một trang booking. Nó là một trang booking. Trang này rất nhiều khách sạn khác nhau. Em hiểu không? Đây là một cái mô hình hoàn toàn khác so với cái mong muốn. Đúng không? Thì mình không 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 dùng được cái này nhá. Đấy, booking.com cũng vậy, MyTour cũng thế. MyTour cũng coi luôn. Đây nhập tên khách sạn địa danh này này. Đúng không? Trang này là trang đặt phòng cho tour du lịch thì đúng hơn. Đúng không? Đấy. Rồi thì Expedia.com để xem nào. Đây cũng sai luôn. Được chưa? Hồng Quân sai hết nha. Tinh viết Việt Đức cũng sai hết. Begodi cũng là cái website mà đặt tour đúng không? Cái gì đấy? Cái này còn toay hết mẹ luôn cơ. Đúng chưa? A chứ Agoda cũng sai này. Đức Hoàng Begodi cũng sai này, My Tour sai nốt này. Cái này thì đúng. Cái này Flamingo Resort thì cái này tôi vừa mới gửi rồi, nhưng mà cũng không được tính. Flamingo Resort Đại Lải. Cái này cũng sai luôn. Nhá. Vợ trang bán nhà Trang này trang bán nhà. bán nhà Trang đâu Flamingo Đại Lải.com này xem nào. Ở đây cũng là trang bán nhà. Đúng không? còn Trang bán đất thì đúng hơn. rồi bán đất bán nhà đấy. Đấy, sai nốt. Đây. Maya Đà Nẵng Fusion Resort. Cái này có vẻ đúng này. Để xem nó book như nào đó. Đúng rồi, cái này có đúng đấy. Cái này đúng nhá. Naman Retreat à? Naman Retreat. Để xem nào. Có vẻ đúng. Đây cái này cũng đúng này.
đúng không? Xem menu của nó đúng nhá, cái Nam An Retreat này đúng, đăng chung làm tốt đấy, cái này cũng đúng này, cái này sai không, cái này sai, nó là chuỗi rồi, sai một cái, đăng chung sai một cái nhá. Đấy các em hiểu hiểu nãy giờ chúng ta phải khoanh vùng nó như nào chưa? Đấy, thì nhớ là phải đi lại, bởi vì chúng ta sẽ phải làm báo cáo cho tôi trong cái buổi này đấy nha. Bước 1, bước 2, hỏi nào. Cái thứ hai này là tìm hiểu các bước 2 với cùng chủ đề. Được chưa? Được chưa? Đấy, cái thứ ba là chốt được cho tôi cái website gần giống. Thì coi như ở đây cái website gần giống đó là cái flamingoresort.vn này đi. Được chưa? Đấy, cái Flamingo Resort này là cái tôi mong muốn là nó gần giống. Ok không ạ? Đấy là cái bước thứ ba của chúng ta. Cái thứ tư là bây giờ bóc tách các chức năng của website. Được chưa? Bây giờ các em sẽ tiếp tục làm cho tôi một cái bài tập nữa ở trên này. Đó là chúng ta sẽ phải là bóc tách các chức năng của website. Flamingo Resort. Đây, Flamingo Resort. Thì mỗi người lưu ý là các chức năng được viết, hay là tôi chọn được rồi, được viết ở phần comment. Ở phần comment. Và mỗi một chức năng là một gạch đầu dòng. Đấy, em làm đi. Như nào gọi là một chức năng? Thì các em có thể khái quát cái việc là ví dụ như phần liên hệ này, nó là một chức năng. Đúng chưa? Là các thông tin về địa chỉ, đúng không? Bản đồ, đúng chưa? Đấy, gửi lại thông tin contact này cũng là một chức năng. Đúng chưa? Tức là thông tin về địa chỉ là một chức năng nhé. Thông tin về message gửi lại là một chức năng giữa nữa, được chưa? Tiếp theo là cái phần giới thiệu này cũng là một chức năng này, được chưa? Thư viện cũng là một chức năng luôn này, đấy. Hoặc là gallery ảnh cũng là một chức năng này, tin tức là một chức năng này, các ưu đãi là một chức năng này, đặt phòng là một chức năng này, danh sách phòng là một chức năng này, chi tiết phòng cũng là một chức năng này. Được chưa? Đấy, nó là một, là các em phải khái quát cho tôi danh sách các chức năng các em tìm hiểu được trong này. Được chưa? Làm luôn. Deadline của chúng ta là 14 giờ luôn đi. Cho cái 2 phút 1 giờ. Làm luôn. Thế những cái thầy nói thôi thầy. Hả? Không, phải viết lại chứ. À vâng. Đấy, tôi gợi ý. Vâng. Để viết lại. Còn nhớ thì không phải viết lại. Nhớ. Đấy. Lấy ông nào quay nhỉ? Em à? Em là thằng nào? Hoàng ạ. Hoàng thì ok, quay xong rồi tí nó lưu lại, kết thúc thì nó sẽ lưu lại ở trong Google Drive của em ấy, xong em share lại cái đấy cho tôi nhá. Vâng vâng. Ừ, ok, cảm ơn em. Cái gì đây, thằng Thiện Tâm mới viết cái gì vào đây đây, Thiện Tâm ơi. Gì đây? Em xuất cái phân tích yêu cầu của thầy rồi em. Rồi ok. Lên. Làm đi, nhà thằng nào ở quê mà lắm chim chóc ấy. Thế đoạn là thầy bị canh nghi không? Gì? Đoạn là thầy bị canh nghi không? Ừ. Nhà ông bị canh nghi à? Suýt. Thế? Rồi. Có bình tĩnh. Chỗ khu em có 4 ca F1 thầy ạ.
Muốn khai em một thì khí. Em một thì hơi ghê à? À quên, một cái em một, ba cái em hai quên. À ừ. Các bạn hoàn toàn có thể trao đổi với nhau nhé, hoàn toàn có thể trao đổi với nhau để lấy ra các chức năng và ghi vào bài của mình. Tự biên đã nộp này. Úi giời, cái gì đây? Giới thiệu resort. Làm đi. Thank you.
Rồi ok. Đến giờ rồi. Để xem nào. Giới thiệu này. Trải nghiệm này. Đặt phòng ưu đãi. Đặt phòng review dịch vụ vui chơi giải trí thể thao ba ẩm thực tin phòng địa điểm giá cả ưu đãi hình ảnh đánh giá chất lượng tương đối ổn một nét suýt liên hệ flyer dịch ưu đãi này ẩm thực tin tức bài viết thư viện ảnh video giới thiệu giải thưởng đối tác tìm kiếm liên kết mạng xã hội à, được rồi. Rồi ông Nguyễn Đức Hoàng ơi, ông đang làm gì đây? Em phân tích trang web ạ. À? Không đúng không nha. Dạ. Em đứng ở vai trò là một thằng lập trình viên. Đó là... Hiện tại chúng ta đang làm web chứ không phải đi học làm sale, học làm sale. Như thế này nó không phải là sai, nhưng mà thực tế là nếu đứng với vai em về mặt kỹ thuật thì nó không đúng, hiểu chưa? Vâng. À. Ok, bây giờ chốt lại nha. Các chức năng cần, lý do tôi để đây là các chức năng cần. Cần là do là những cái chức năng cơ bản nhất của một website đặt phòng như này. Đúng không? Thì cái thứ nhất, cái cần thứ nhất là cái thông tin đó, thông tin về địa điểm. Tháng nào thì tôi có cái thông tin khách sạn. Thông tin nó bao gồm là các cơ sở nếu có này, rồi thì mà hiện tại chúng ta có một cơ sở thôi, không thể biết được các cơ sở được, đúng không? Thông tin khách sạn này, bản đồ à, số điện thoại liên lạc này, đấy là thông tin cơ bản. Bây giờ thì cái này nó có trong nó sẽ được viết ở trong phần liên hệ và phần giới thiệu, đúng không? Đấy thì từ cái này nó sẽ sinh ra được hai cái, từ cái chức năng để thông tin khách sạn này nó sẽ sinh ra được hai cái và cái liên hệ, chức năng liên hệ và chức năng nữa là chức năng về giới thiệu. Đúng ạ, liên hệ và giới thiệu. Tiếp theo, cái chức năng cốt lõi nhất ở trong website này tôi cần là cái đặt phòng. Đúng không? Nhưng mà để đặt được phòng, đúng không? Để đặt được phòng thì tôi cần phải có là danh sách phòng đã. Danh sách phòng. Từ danh sách phòng tôi lại cần đến một cái thứ khác nữa. Của nó. Từ cái danh sách phòng tôi sẽ phải có chi tiết phòng. Nghe không? Từ đặt phòng này ra. Đấy. Được chưa? Và tôi nhập cái chi tiết phòng là từ cái danh sách phòng ra. Được chưa? Ngoài ra để đặt được phòng thì tôi cần phải nắm được trong cái thằng chi tiết phòng này nó có cái dịch vụ gì. Đúng không? Nó có cái dịch vụ gì thì tôi mới biết thông tin để mà tôi đặt phòng được chứ, đúng không? Được chưa? Đấy là hai cái thông tin cơ bản nhất này. Được chưa? Là gì? Là khi mà ở trong này ví dụ tôi muốn tôi có những cái ưu đãi này hả? Đúng nhá? Ưu đãi này. Thì tôi sẽ có một cái chức năng dành riêng cho nó. Đây. Để cho lùi ra ngoài. Bỏ này đi.
phòng này. Bây giờ tôi sẽ có là ưu đãi. Hoặc là giảm giá đấy. Đấy, những cái chúng ta cần. Cần nhất là ba thằng này thôi. Được chưa? Còn những cái chức năng ví dụ như là share Facebook hay là cấu hình Facebook thì chúng ta sẽ đặt những chức năng riêng. Là cấu hình. Cấu hình chung. Chúng ta có những cái chức năng riêng cho nó. Để xem còn gì nhá. Hội thảo thì đây nó là cái mạng chức năng về tin tức. À, tin tức nó riêng chứ nhỉ? Tin tức riêng. À còn ẩm thực này. Chờ đi nhá để xem. Rồi. Tôi sẽ có những chức năng về cấu hình chung này, ưu đãi này. Có chức năng về dịch vụ rồi, bây giờ đến ẩm thực. Cái về ẩm thực tôi muốn là biết là trong khách sạn này người ta có những cái món ăn gì, nhưng mà tùy nhá. Còn phải xem cái khách hàng của mình ấy, người ta có phần phục vụ đồ ăn hay không. Đúng không? Có những khách sạn ví dụ như dưới 3 sao chẳng hạn thì nó không thể nào mà nó có được cái việc mà phục vụ ăn uống ví dụ như là buffet buổi sáng chẳng hạn, nó không có, hoặc là những cái khu dịch vụ ăn uống riêng nó không có. Nhưng mà thôi chúng ta cứ để đây ẩm thực. Thì trong ẩm thực nó sẽ có cái phần là menu. Đúng không? Menu. Đấy. Rồi. Yeah. Rồi trong ẩm thực nó có menu. Tiếp theo nữa là những cái khu vực cái phần chức năng về tin tức. Tin tức. Rồi. Tin tức đây. Tin tức tôi có thể để riêng ra cũng được, chẳng sao. Chi tiết bài viết tôi tính sau, đúng không? 1 2 3 4 5 6, 6 cái này. 6 chức năng chính lớn nhất. Còn những cái khu vực hội nghị, hội thảo các thứ thì nó có thể là tôi sẽ để nó là một cái phòng riêng. Được chưa? Thì nó là cái loại phòng tính sau. Tiếp tục nhá. Còn gì nữa nhỉ? Thư viện. Để người ta có thể nhìn thấy ảnh trong này, cái khu vực của chúng ta nó, trong khách sạn nó có cái gì. Thì chúng ta thêm một cái chức năng nữa là thư viện ảnh. Đấy, thư viện ảnh. Chức năng thứ 7. Còn chức năng gì nữa không nhỉ? Trải nghiệm này là lấy nơi khác thôi. Tập phòng này. Để xem còn gì không nhá. Nhận thông tin này, ưu đãi liên hệ này, cái phần đang ứng dụng hiện tại chúng ta không cần làm, chưa cần phải làm. Phần thông tin thì không nhỉ? Đây những chức năng cơ bản nhất này. Nhưng mà phía hiện tại ấy, chúng ta mới chỉ khái quát được những cái chức năng ở phía client, tức là ở đây là từ phía trang chủ đấy. Chứ nó chưa có phần quản lý, đúng không? Và cũng chưa biết là những cái thằng này nó sẽ hoạt động với nhau như nào, đúng không? Đấy, tiếp tục là chúng ta sẽ có một cái bot tiếp theo. Có một cái bot tiếp theo là chức năng cần. Phần quản trị thì cứ từ từ đã nhá. Chúng ta còn có cái nữa là bây giờ tôi mong muốn là chúng ta có những cái chức năng có thể làm. Các chức năng có thể bổ sung. Các bạn thử nghĩ xem ở trong này các bạn có thể làm được những cái gì nữa cho cái khách sạn của người ta. Thử phát biểu nó sẽ nhanh thôi. Thử xem là chúng ta có thể làm gì cho cái khách sạn này nữa. À bên kia tôi còn thiếu một chức năng nữa. Đặt phòng này còn có chức năng thanh toán nữa. Ok. Thế vậy thì ở cái bot thứ tư này chúng ta có thể bổ sung được những chức năng gì nữa? Thử nghĩ nào. Đặt lịch thì à? Lịch à?
Đặt lịch à? Vâng. À, đặt lịch đó chính là đặt phòng rồi em. Vâng. Có phải là cái này không? Vâng, vâng. Thế có chức năng gì nữa nhỉ? Ví dụ nha, như trước đây tôi có một làm một cái dự án. Tất nhiên là những cái này là chúng ta đang cứ vẽ ra trước nha, còn chúng ta làm được đến đâu là việc của chúng ta thôi. Thì ngày trước tôi có làm một cái dự án là làm về một trang về cửa hàng bán quần áo. Người ta hay có trò này để thu hút cái người sử dụng á, là người ta sẽ làm cái việc là tổ chức một cái cuộc thi, tổ chức một cái cuộc thi nhỏ nhỏ, ví dụ thi ảnh, ví dụ như ai đã từng ở đấy rồi chụp ảnh lại, sau đó là người dùng sẽ up cái ảnh đấy lên trên cái website này, hoặc là gửi cái thông tin ảnh đấy cho website này, sau đó người ta sẽ lên thành một cái gallery riêng trong cái cuộc thi đấy, sau đó là những cái người dùng người ta share vào, người ta cũng hình là post thông tin ở đây, sau đó ai mà được giải nhất có thể là được thưởng một cái kỳ nghỉ ngày một đêm chẳng hạn nào đấy. Đó là một cái hình thức bổ sung. Cái này chúng ta sẽ nghĩ thêm nhé. Nào đấy. Vâng à. Rồi ok. Thì đấy là chức năng bổ sung. Thì chúng ta sẽ làm sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái chức năng phía quản trị. Bây giờ chúng ta sẽ làm như nào với những chức năng này, với cái đống này chúng ta sẽ có những chức năng gì dành cho phía quản trị nào? Quản trị phòng. Rồi ok, một đứa là quản trị phòng, quản lý phòng. Có quản lý loại phòng không? Loại phòng ví dụ phòng để ở, phòng họp, phòng VIP, phòng thường đấy. Ừ đấy, kiểu dạng đấy. Không, mình ra VIP thì chúng ta để quản lý tác cũng được. Đây, quản lý loại phòng này. Thực ra không cần VIP thường, tại vì phòng nó giá phòng riêng của nó. Ừ, đúng rồi. Loại phòng này, gì nữa? Thanh toán thì có cần hóa đơn không? Có. Gì nữa? Nhân viên. Ờ, quản lý tài khoản nhá, chứ không ai gọi là quản lý nhân viên em ạ. Quản lý tài khoản. Gì nữa nhỉ? Những cái thứ mà chúng ta vừa mới quản lý ở phía trên này, thì những cái thứ đấy chúng ta sẽ phải, tức là người dùng nhìn đến những cái gì ấy, thì chúng ta sẽ phải quản lý cái đó. Ví dụ đặt phòng này thì nó sẽ phải có là cái quản lý hóa đơn, đúng không ạ? Trạng thái hóa đơn các thứ đấy. Ví dụ phòng này ở đâu rồi, đặt phòng, chi tiết phòng ở đây thì chúng ta đã có cái quản lý. Xóa những cái này đi như nào nhỉ? À đây rồi, à, tôi sẽ mút phần này ra ngoài. Đây, quản lý con nói đến cái gì nhỉ? Hóa đơn. Nói đến phòng này, chi tiết phòng thì đã có đây rồi này, đúng chưa? Tiếp theo là thanh toán thì cũng có trong hóa đơn này, đặt phòng có trong hóa đơn này, trạng thái đơn đấy. Hả? Thông tin, tin tức về quản lý thông tin. Đúng rồi, quản lý thông tin. Quản lý tin tức. Có quản lý khách hàng không thầy? Hả? Có quản lý khách hàng, khách hàng. Cái quan trọng là khách hàng người ta có đăng nhập vào đây hay không, đúng không? Chờ ít có thông tin của khách hàng, đúng chưa? Nếu mà em thích thì em có thể là làm kiểu dạng quản lý hội viên, đúng không? Thì quản lý hội viên thì mình cũng có thể tạo ra được. Ừ. Đây thêm một cái nữa, dưới cái quản lý tài khoản này là quản lý hội viên đi, mình gọi là họ là hội viên đi, bởi vì hội viên thì thường thường là họ sẽ có mã số hoặc số điện thoại, thì mình sẽ không cần phải, có nghĩa là không cần phải tạo tài khoản cho họ, mà chỉ ghi nhận họ là khách hàng của mình thôi, đúng không? Rồi, quản lý tin tức.
thì chúng ta có thể là tạo ra loại tin tức để quản lý nữa đúng không? Ví dụ như tin tức về sức khỏe riêng, tin tức về thông báo riêng, tin tức về sự kiện riêng đúng không? Quản lý loại tin. Tin nữa không nhỉ? Quản lý đất sống. Đấy, hóa đơn đây rồi. Đặt phòng riêng, hóa đơn riêng. Rồi. Đặt chưa chắc đã đến. Đúng rồi. Đặt phòng. Xong. Tiếp tục. Nhìn được không? Quay lại trang. Đây. Đây cái này này. Đúng không? Quản lý thư viện. Sao lắm cái quản lý tài khoản vậy? Quản lý thư viện ảnh. Và dưới đó thì chúng ta có phần chi tiết thư viện nhá. Đây là cập nhật thư viện. Đúng chưa? Gì nữa? Quản lý thông tin chung. Thông tin cài đặt của cái hệ thống này, ví dụ như logo chúng ta phải quản lý này, cái map, cái địa chỉ map cũng phải quản lý này, đúng không? Phải làm hết. Gì nữa nhỉ? Giờ chúng ta phản hồi, người ta có phản hồi với mình đúng không? Đúng chưa? Rồi bên kia mình có cái nhận xét không nhỉ? Cái feedback ấy, cái feedback của khách hàng ấy, chưa có đúng không? Thì phần này mình sẽ có cái phần là nhận xét của khách hàng này. Đấy, nhận xét của khách hàng này. Thì bên này mình tương tự mình sẽ vẽ ra là quản lý cái đấy. Đây là biết là quản lý liên hệ từ phía khách hàng đúng hơn. Đúng chưa? Đấy, một đống, một lô, một lốc cái này. Đúng chưa? Chúng ta có rất nhiều thứ để phải làm ở trong cái trong một cái việc, cái dự án là quản lý khách sạn. Đúng chưa? Đấy, thì bây giờ thì đây nó là những cái mà chúng ta cần phải vẽ. Đúng chưa? Thì tiếp tục chúng ta sẽ vẽ cho tôi cái use case về cái các chức năng này. Tất nhiên là có thể có người sẽ hơi khác so với tôi, có người giống. Nhưng mà khuyến khích là các bạn chủ động tự vẽ của mình, và cái đấy nó sẽ làm trong tài liệu, nằm trong tài liệu của các bạn đấy nhá. Nên là cần phải thật sự lưu ý. Thì đây nó là cái phần các chức năng, các bạn xem lại giúp tôi một lần. Các bạn có xem được các cái view khác nhau này không? Thầy gửi lên class rồi. Đây, thầy gửi. Có, bạn xem được rồi này. Vẫn xem được thầy à? Xem được hết. Thích lại một lần nữa thôi. Bây giờ sẽ như sau. Đây. Chó hai kê bàn kê ghế. Bây giờ các bạn sẽ làm như sau. Cả lớp sẽ thảo luận giúp tôi một cái đề tài do chúng ta tự nghĩ ra. Tức là cả lớp chơi chung một đề tài đấy nhé. Nên chúng ta demo lại, thực hiện lại những cái công việc vừa rồi. Được chưa? Sau đó viết vào đây cho tôi còn lại các chức năng gì. Được chưa? Đây, tôi sẽ viết đề ở đây. Bật loa lên chém gió nhau cho nhanh nhỉ? Một thằng tự nhận là lead đi, xong rồi tổng hợp thông tin của mọi người giống như tôi nãy giờ ấy. Thế thì công Nga luôn.
Thôi anh Hoàng này đi, chứ không tính điểm ở đây đâu. Nên các bạn thoải mái sáng tạo. Hoàng to cầm đầu đấy. Anh Hoàng lấy vợ à? Ảnh cưới đằng sau kinh nhỉ? Đây ảnh cưới của chị anh. Chị gái, chị hai. Hey, phân tích trang web sen đỏ nhỉ? À? Được không? Phân tích trang web sen đỏ được không? Ôi, sen đỏ một chủ đề thôi. To quá rồi thầy. Làm gì ngắn ngắn thôi chứ còn mày làm sen đỏ thì không mà đến Tết Tây cũng sao xong được. Làm cái gì nó ngắn thôi. Nhỏ. Đấy, tự thống nhất với nhau thì chúng ta có thời gian từ giờ cho đến 10 cho đến 1 giờ 40 phút. Nha. Yeah. Bây giờ tôi sẽ tranh thủ cái điểm danh. Các loại trang web. Ai là lead thì tự lead đi. Đây này, quản lý đơn đặt phòng đây này. Là bàn, chắc là nó comment lại. Rồi, đọc tên điểm danh nha, Mạnh Trần. Viết thì có lên trên phần chat nha, Mạnh Trần, Đăng Trung, Minh Hiếu, Minh Hiếu cũng có này, Trung Dũng, Trường Giang, Vũ Trường Giang, Nông Tiến Dũng, Nguyễn Đức Minh, Hồ Thích Huy, Nguyễn Văn Quân, Phạm Ngọc Đức, Đế Văn Duy, Văn Duy, Hữu Tùng. Hữu Tùng vậy thấy online mà giờ đi đâu ạ? À? Danh Toàn, Văn Huy, Thế Hùng, không có luôn à? Quỳnh Trang, Đinh Hoàng, Đinh Hoàng, Công Dương, Đình Trang có rồi này, Công Dương này, rồi Nguyễn Hồng Quân có này, Trần Minh Hiếu á, Trần Minh Hiếu điểm danh rồi à đây, Công Dương, Công Dương rồi nhá, Công Dương rồi nhá, Đình Hoàng không có này, Hồng Quân ok rồi này. Trường Mạnh, Trường Mạnh đâu, không có này, Thiện Tâm ok này, Tự Biên, rồi, A Chứ, Trường Giang, Lê Trường Giang, Công Nga ok này, Thanh Tùng, không có này, Ngọc Bình, Vũ Ngọc Bình, Văn Thiết, Ngọc Chuẩn, Việt Đức, viết Việt Đức, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Huy Hoàng, Hồng Sơn, Việt Nam ok, những bạn sau vắng này, Mạnh Cần, Vũ Trường Giang, Thích Huy, Văn Quân, Văn Duy, Vũ Tùng, Trần Văn Huy, Thế Hùng, Đình Hoàng, Mạch, Nguyễn Trường Mạnh, Thanh Tùng, Ngọc Bình, Văn Thiết, Văn Nam, đây những bạn vắng. Ai vừa chat ở đâu nhỉ?
À không phải. Tùy ông thích trang nào làm trang đấy, đúng sai chúng ta tính sau. Thế phân tích trang Pinterest đi ạ, nó cũng giống kiểu Facebook. Ờ, được. Không, không, không quá to ấy. Không quá to, to bỏ mẹ. Hoàng đâu, chèn gió lên. Pinterest hơi to đấy. Chèn bé thôi. Viết nào đây? Tươi roi với em thì tươi này. Em làm gì có tên trong danh sách lớp này mà điểm danh? Ta lớp khác rồi sao? Tươi không có tên trong danh sách này em nhá. Nãy giờ đọc cũng thấy. Tùng ok rồi nha. Ô hay, bọn này giờ bàn với nhau làm việc kiểu gì vậy? Nghĩa chủ đề đấy. Đấy, nãy giờ tôi làm cái gì thì các bạn làm lại thôi. Phải bàn nhau đi. Xem nó như thế nào. Ví dụ thằng Hoàng phải đặt ra một vấn đề là muốn làm một cái gì đấy. Sau đó những cái thằng khác cùng nhảy và đi tìm hiểu. Những website tương tự bóc nó chức năng, chốt nó chức năng. Chức năng thì có cả chức năng phía quản trị lẫn chức năng ở phía client. Thế là xong. Có gì câu siêu đâu. Anh Hoàng share màn hình đi, ông phân tích. Chúng anh nghĩ chủ đề đi anh Hoàng. Em share screen đi Hoàng. Share chim đi anh Hoàng. Share chim. Phải đấy. Hoàng share screen đi cho mọi người xem thôi. Đây. Đây, trang Pinterest này thì có phân tích nào? Anh trước tiên bàn nó chốt với nhau đi á, đừng lấy ý kiến chủ quan của mình. Anh Hoàng chưa xem. Xem nào. Trang này có cả bán hàng nhỉ, đúng không? Nên là thứ cần mua này. Tôi bảo rồi, những cái trang này nó quá lớn, nó vượt tầm so với các em nhiều quá rồi. Đừng đoán nữa. Làm những trang nó đơn giản thôi. Ví dụ làm một trang bán hàng cũng được. Nó thân thuộc. Sao
trang bán hoa. Anh em đều yêu hoa nên sẽ tìm trang bán hoa. Bán hoa khổ lắm ấy. Không, làm trang bán vé à? Bán vé xe. Bán hoa đủ các loại hoa. Hay trang bán vé máy bay. Vé máy, vé xe, vé tàu. Đây, bán vé máy bay đây. Đây, em quản lý nó. Ai phân tích hoa ơi. Thế trang này sẽ có bán vé bay thì sẽ có check các chuyến có check chuyến bay online với cả cái trang chủ của hãng máy bay nhá. Xong mình em nói về thầy ơi. Ai biết được ông phải yêu cầu chúng nó nói cùng với chứ. Nói đi, anh cứ nói đi. Anh nói trái thì con em nói. Anh hãy tạm nhá. Bây giờ ví dụ như bay Hà Nội với cả Hồ Chí Minh chẳng hạn này. Đâu rồi? Ôi Đồng Hới vậy. Điện Biên mày bạn sân bay à? Đây sẽ chọn ngày nhá. Cháu chọn ngày đi thì đến nhá. Đây là số người này. Ví dụ đặt phòng cho em bé thì sẽ phải chia ra. Phòng em bé thì chỉ khoảng 250-300 một người thôi. Nhưng còn phân cả trẻ con thì sẽ được giảm 200-300 nghìn. Người lớn thì bình thường. Đấy. Sẽ có tìm kiếm đặt theo kiểu giá vé rẻ nhất hay là giá vé theo hạng ghế. Nhá. Yeah. Đây sẽ các hãng đây. Ví dụ có đây có Vietnam Airlines với cả hãng Vietjet với cả Jetstar nhá. Xem màn hình anh đi. Tao nhìn mặt anh. Anh chuẩn xe rồi. Chưa. Inside the screen đúng không? Được chưa? Rồi. Ấy lại nhá. Đây, mọi người thấy chưa? Alo. Về. Ví dụ như tìm khứ hồi nhá. Có khứ hồi một chiều. Để tìm khứ hồi nhá thì ví dụ như mình bay Hà Nội. Hà Nội đi Chu Lai chẳng hạn. Thì sẽ phải có ngày đến ngày đi này. Đi về này. Sẽ có người trưởng thành là đun thì sẽ có số lượng này. Và phân biệt trẻ con thì sẽ được giảm giá bao nhiêu này. Thế em bé thì chỉ lấy khoảng mấy trăm nghìn hay là được miễn phí theo độ tuổi này. Đây. Ở đây thì mình phải lấy được thông tin của hãng máy bay này. Đây, thông tin của hãng máy bay này. Giá này. Phân chia các hãng này. Hãng Vietnam Airlines là một hãng khoảng tầm trung trung. Cũng có thể gọi sang. Còn vé rẻ thì có sao lỗi này. Vé rẻ. Lỗi sao chơi. Okay. Nhưng mà làm sao để lấy được thông tin của các hãng bay, mình không làm một hãng thôi không à? Nếu muốn lấy thông tin của các hãng bay thì mình phải liên hệ với hãng bay đấy mà. Mình là một đại lý không? Mình là một đại lý thì mình liên hệ với cả chủ của cái đấy. Thì mình mới làm được cái website như thế này. Không. Không thì mình làm đặt vé xe ô tô cho nó dễ. Chỉ một nhà xe ô tô. Thì nó không khác gì nhau đâu. Tại vì nếu em muốn cái xe ô tô chẳng hạn thì em cũng phải liên hệ với chủ xe không. Ừ.
Thì cái này nó cũng như thế, em phải liên hệ với cả hãng máy bay thì em mới thể lấy được lịch trình của nó. Mình chỉ làm một hãng mà, mình chỉ làm một hãng thôi. Một hãng thôi gì? Thế anh vào bù nhá. Mình chỉ làm một hãng thôi là dễ. Thế vào bù nhá. Đây. Đây là Vietnam Airlines. Vietnam Airlines khó nhìn lắm. Vietnam Airlines nhiều cái mình khó xem lắm. Và mưa dễ nhìn. Đây thì nó sẽ có đây thông tin menu ở trên này nhá. Đăng ký đăng nhập đại lý các thứ chẳng hạn này. Rồi sẽ có các chia các thành viên như là thành viên lâu hay hay đặt đấy với cả thành viên thường ấy. Để các voucher giảm giá chẳng hạn này. Đấy. Bây giờ anh phân tích ấy, anh ghi luôn vào nó cái kìa, tại vì nếu mà cả lớp làm chung ấy thì anh ghi luôn vào cái kia kìa. Như cái thầy vừa nãy đấy. Tạo một cái nốt cho. Đấy, một tí phân tích như thầy này. Vừa tạo cho dễ nhìn. Không, tại vì nó hôm nào còn làm nữa. Đây nha. Bamboo. Thì mình phân tích cái menu trước nhá. Cái ở ngoài đấy. Đây. Thì sẽ có các thông tin này. Thông tin. Thông tin trong anh mở ngoặc kia có phải nhanh không? Rồi, ok. Cái này là gọi là cái gì nhỉ? Sẽ có đăng nhập đăng ký này. Giới à, thông tin mới giới thiệu ông giống nhau à. Ừ. Sẽ có đây, đặt vé. Thế thì sẽ phải có lấy ngày đến ngày đi này. Lấy địa điểm. Sẽ chọn bao nhiêu chuyến. Tại vì nhiều người ta đi, ví dụ như mình từ Hà Nội mình sang Anh này, rồi mình lại muốn bay sang Mỹ, rồi mình mới bay sang Canada, rồi mình mới bay về Hà Nội chẳng hạn này, thì sẽ phải đặt lịch trình nhiều chuyến đấy. Đã thấy khó chưa? Đề tài này rất khó chứ không phải khó bình thường đâu. Vâng, tại em bảo này về máy bay nên em cũng biết được sơ sơ qua nó. Ừ. Cứ làm đi thì biết. Vâng. Vì dễ nhưng mà làm ra được một cái hệ thống như này không dễ đâu. Hơi khó. Rồi ok, được rồi. Biết các bạn đến đâu rồi. Thấy nó không dễ dàng để làm đúng không? Thì bây giờ tôi có bài tập như sau để giao cho các bạn bài tập 1 luôn. Đây, phần trên Google Classroom này nó có phần Classwork nhá. Tôi sẽ tạo ra một cái bài cho các bạn. Một cái bài tập, ví dụ như là bài 1. Bài tập 1. Phân tích. Và phân tích nó yêu cầu. Và đưa ra các chức năng. Thầy xem màn hình thầy. Ừ nhỉ, quên. Các bạn ai cũng phải làm cái này hết. Với cái đề tài cũ thôi. Với cái đề tài là khách sạn thôi. Nhưng mà các bạn đều phải làm cả.
Giờ các chức năng cơ bản đấy như này, cái đề bài là xây dựng một website cho một khách sạn hoặc là một cái resort. Dạ. Thì bây giờ yêu cầu các bạn là viết một tài liệu. Tôi sẽ gửi cho các bạn mẫu tài liệu sau. Dạ. Viết một tài liệu nêu cái vấn đề, nêu ra vấn đề. Sau đó là tìm hiểu các yêu cầu từ nhiều phía. Tất nhiên là gọi là tìm hiểu, chúng ta ngồi suy ra thôi, chứ cũng không phải là đi gặp người ta. Từ nhiều phía, ở đây phía này là phía chủ khách sạn, phía nhân viên này, phía khách hàng. Khách hàng là khách hàng của khách sạn ấy nhé. Đấy, xem là như nào. Dạ. Các bạn phải đặt mình vào trong chính những cái vị trí mà tôi đã gợi ý ở đây để chúng ta đưa ra các cái yêu cầu của họ. Ví dụ chủ khách sạn mong muốn cái điều gì, nhân viên mong muốn cái điều gì, phía khách hàng người ta mong muốn cái điều gì, thì chúng ta phải chuyển những cái yêu cầu đấy, những cái mong muốn của họ trở thành cái chức năng. Được chưa? Sau đó tìm hiểu các website tương tự, rồi bóc tách các chức năng các website đó có. Cuối cùng chốt lại. Nhớ là các cái chức năng đồng ý nha, các bạn nộp lại phải đồng ý nha. Vâng. Đây sẽ là một phần trong cái điểm thành phần của các bạn. Thì tôi sẽ gửi cho các bạn một cái mẫu tài liệu. Để tôi xem cái môn dự án 2. Là cái môn đấy. Đây, các bạn khái quát cho tôi về cái... khái quát cho tôi về một giống như một cái đề cương. Đó, số 8 đâu nhỉ? Đâu, các bạn nhìn thấy cái số 8 đây. Đây, tôi sẽ review cho show cho các em một cái đề cương nhá. Ví dụ của bên thiết kế web đi. Thì đây. Đây, các em có thể bỏ qua cái phần phía trên này. Phần thông tin này thì mình bỏ qua đi nhá, mình không cần thiết đến nó. Được chưa? Thì đây này, ví dụ lý do chọn đề tài các thứ các kiểu này. Được chưa? Đấy, các em phải phân tích ra được những cái thứ này. Không có thì phải đưa ra được các cái yêu cầu từ nhiều phía khác nhau. Được chưa? Cái phần này là để chứng minh là chúng ta làm cái đề tài này vì sao chúng ta làm. Đấy. Làm có ý nghĩa. Tất nhiên là các em không phải viết nhiều như này đâu. Viết nhiều này làm gì cho nó tốn thời gian ra. Được chưa? Tiếp theo mục tiêu của đề tài làm cái gì thì sẽ ở đây, đúng không ạ? Giới hạn phạm vi thì giới hạn này là sẽ chức năng, các chức năng chính của chúng ta sẽ làm cái gì? Các em gạch đầu dòng ra. Được chưa? Kết quả chúng ta mong muốn đạt được sau cái dự án này là gì? Được chưa? Tiếp theo là chưa phải làm cái phần này đâu. Các em chỉ dừng lại ở cái đến 1.4 này thôi nhá. Vâng. Đấy. Thì tôi sẽ gửi cho các em cái tài liệu này. Rồi, ok.
Rồi. Cái này sẽ có deadline vào quên mất, cái này sẽ là 10 điểm. 10 điểm nó có deadline vào tối ngày mai. Rồi. Rồi, ok các bạn làm nhá. Có thể trao đổi với nhau, tôi không cấm cái việc đấy. Các bạn có thể trao đổi với nhau và tôi sẽ chấm cái bài này để làm 1/3 của cái bài của cái điểm đầu điểm đầu tiên nhá. Ok, thấy không? Ngay chúng ta dừng lại đây. Có ai có thắc mắc gì không? Hoặc có ai chưa kiểm danh không? Có em lúc em vào sau ấy thầy. Em là thằng nào? Ở Nguyễn Thanh Tùng thầy ạ. Ok. Rồi làm đi nhá. Ok, chúng ta kết thúc ở đây. Em chào thầy ạ. Hoàng ơi, tắt cái phần record đi. Em tắt record đi không là nó lưu mãi đấy.